tròn má. Đâu anh nhớ rồi. Ủa bữa nay anh đi đâu hả? Sao mà cứ thôi anh với mình làm chi gì đi. Vừa vặn. Thằng kia coi đi làm cuối á. Ôi trời má, làm cái cá. Vừa đậu má đi làm cuối gì mà. Còn sờ sờ lại cháy mấy hơn. Trong cái bụi kia cháy. Đâu, quay lên cái bụi nào, phải quay lên bụi đó. Bụi như thế này. Nó mình không á. Đâu má. Lên nào. Lạ chả. Vậy thôi chiến. Thì bụng mì cái cháu mà. Quảng cá xó vô lại cái. Không phải xó cá không ngoài phim. Ok. Bạch ruộng ra quay vô cái. Good. Máu không. Đây giống mấy trâu sông lẹt chở đâu chợ. Lỗi chứ không má, lỗi tham ăn này. Lỗi tham ăn này. Ô, mang mông. Hai. Độ đây mới đúng là hấp dẫn. Phan. Hát bản gì tạm? Hát này ba lô trên dài đây. Năm anh em trên một chuyến xe ta. Do bụng đạo. Kéo mình nổ chết đi. Ây da, đảo quá. À, thôi bóng. Quay từng cái dãy cá em ô một ruồi. Cá cũng có một ruồi. Có chừng mình đây. Chúng mấy thằng chơi xong là chợ thiệt chứ. Đâm xong tao qua khỏi bao tử luôn đó. Không phải là ăn con. Ôi, cố thương. Người quay cái mặt qua đây đủ quay gì nữa. Má lên ngồi đây đấy. Má lên trên đây nó ngồi, ta khư xuống gió lại cả. Ta ngồi dưới khư quay lên đây lại. À, con cá của mình đã rớt cái cây rồi đó mà. Bẻ cho cái cây được gấp ra đi. Dục quá kia luôn, Chín chưa? Chín rồi, dục quá. À, vậy là mình đi quất cái nhà. Quất cơ rồi. Bành hán em ra. Dạ em có em nữa ăn mà. Tự xử luôn à, lấy cái máy nó tự xử vô cái mỏ đó luôn à. Quậy! Má ăn ngủ đó, chẳng khói. Chỉ ngoài này. Mà đó càng khói hơn nữa.
chỉnh chưa bác sĩ. Đụng má mày kéo cái đầu đụng má mày. Đây, anh tôm của anh chạy ớt. Đại ca anh chạy ớt nói gì. Thường khói. Wow, khói quá rồi à. Làm bản nhạc nhạc cụ anh nhỉ? Thôi xuống làm bản nhạc cụ ấy. Mới rớt cái lò lửa cái gần đặt chụp á. Ngọc. Để cái đắp xuống bỏ lên mấy cha con rang tôm. Ngọc. Đổ xi mắm kia mày kho luôn à. Để xuống ra. Ừ à cha à, cho con ăn hết rồi à, chờ đánh tránh bữa ăn. Hai. Má chín vừa trời đéo má. Ây dồi cứ đéo má đi ngỏ nào khói ngỏ này mà. Sao mày hát đồ cho vui tao. Làm thân con gái nào chung tình. Vô cha nậu quá từ từ. Trứng. Trứng gì mà trứng. Mưa cha. Con gái nào chung tình bạn ra luôn. Hai chiếc nô qua. Chạy nước không? Hết nước ổn. Đủ má cái loại này, đủ má là còn có miếng gót rồi, mấy bạn ăn đủ má. Lưu quý, lưu người ăn. Wow. Luộc tôm ấy, luộc tôm anh em mình ăn. Anh em nó ăn tôm rồi. Đầu nữa cho cha con nó ăn cá rô phi. Má mình gõ chỉ đầy lát nữa chứ má lên nóng. Dưỡng luôn á. Má dẹp dẹp tắt đi. Yên. Con thùng bia nữa vừa nướng nhà tôi bên này má. Vậy ngon hỏi được gì đâu. Được mấy cụ video này mới coi. Ăn trong đồng miếng về luôn. Ăn cơm no rồi chạy đâu về luôn rồi. Ngọc kia đồ má đang cùng ngàn đồ ăn đồ uống thuốc nguyên gạo sóc hột vịt xăng của tôi mới đi. Bỏ ra ngoài cái. Ngon mà. Má chị mở cho con này. Cắt. Cái ông ba tôi nướng nãy giờ cho con. Chắc nước khí nó. Vừa đắt không à? Ngon à? Ừ. Nhìn chén ra. Rửa tay ấy. Cái ông ba khói đợi. Tôi đổ nước vô. Chén. Cái hũ nước mắm thật là ngon đó mà. À, mấy con tôm hết nước.
Không, mình không quay nữa. Lần mặt ba anh em lại mình chụp con gái này. Khói quá à thôi. Đó luôn. Ai biết? Đổ xi măng vô, đổ xi măng vô. Chỗ uống miếng này. Chị cha. Chị cái xuống. Bỏ xi măng nữa. Bỏ xi măng.